nay hiện đã có 18 ca mắc COVID-19 đều liên quan ổ dịch thành phố Chí Linh, Hải Dương. Để tăng tốc xét nghiệm và khẩn trương truy vết, Viện Pasteur Nha Trang và Viện Pasteur Thành phố Hồ Chí Minh đã hỗ trợ tỉnh 3 hệ thống xét nghiệm. Cùng với sự hỗ trợ về vật tư thiết bị, Bộ Y tế đã cử bác sĩ bệnh viện Chợ Rẫy và bệnh viện Bạch Mai vào Gia Lai hỗ trợ chẩn đoán điều trị. Việc nâng cao năng lực xét nghiệm và điều trị sẵn sàng không chỉ cho Gia Lai mà còn chuẩn bị cho khu vực Tây Nguyên trong phòng chống dịch COVID-19. Trước đó, tại cuộc họp trực tuyến với tỉnh Quảng Ninh, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam đã đánh giá cao sự chỉ đạo quyết liệt sát sao của Ban chỉ đạo phòng chống dịch của Quảng Ninh. Đến nay, 3 trên 5 huyện thị có ca mắc đã hoàn toàn kiểm soát được dịch. Về đề xuất Quảng Ninh triển khai xét nghiệm diện rộng, các thành viên Ban chỉ đạo thống nhất, ngoài các đối tượng như hướng dẫn thì sẽ tổ chức lấy mẫu xét nghiệm thật nhanh, có thể chỉ trong một ngày, tất cả đối tượng thường tiếp xúc với nhiều người, như lái xe, người bán hàng tạp hóa, quán ăn, cà phê, tiệm cắt tóc gội đầu. Hình thức xét nghiệm gộp mẫu theo hộ gia đình. Như vậy, chủ trương là xét nghiệm trên diện rộng, chứ không phải xét nghiệm toàn dân. Cũng trong chiều nay, Phó Thủ tướng đã thị sát kiểm tra công tác phòng chống dịch COVID-19 tại một số điểm ở Hà Nội. Tại chợ Hoa ở quận Tây Hồ, dù Tết cận kề nhưng vẫn vắng khách. Thông cảm với khó khăn chung của người dân, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam đã động viên bà con tiểu thương, đồng thời đánh giá cao ý thức của người dân khi chấp hành nghiêm túc hướng dẫn phòng dịch. Những trường hợp buộc phải giãn cách, phải phong tỏa, thì chúng ta phải làm ở quy mô nhỏ nhất có thể, để vừa là hiệu quả bên trong cái khu phải cách ly, phải giãn cách, phải phong tỏa đấy. Nhưng đồng thời để người dân bên ngoài thì vẫn còn có thể tiếp tục sản xuất kinh doanh. Cho nên chúng ta phải cố hết sức làm cái này. Và nhưng mà muốn làm gì thì nhân dân phải đồng thuận, phải cùng tham gia để chúng ta mới giữ được thành quả. Lúc này sự đồng lòng của người dân trong chống dịch thể hiện trước hết từ việc đơn giản nhưng quan trọng là tuân thủ đeo khẩu trang, khai báo y tế. Đặc biệt với chiến lược thực hiện phong tỏa hạn chế nhất có thể, phần nào giúp người dân đỡ khó khăn, đón Tết an toàn. Hiện các bệnh viện trung ương như là Bạch Mai, Bệnh viện Chợ Rẫy, Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương, Bệnh viện Nhi Trung ương đang vừa phải hỗ trợ cho các địa phương có dịch COVID-19, vừa đảm bảo công tác khám chữa bệnh. Để thực hiện được hai nhiệm vụ này thì các bệnh viện phải đảm bảo an toàn bệnh viện, không để dịch bệnh COVID xâm nhập vào bệnh viện. Vì vậy mà việc phân luồng, sàng lọc và xây dựng kịch bản ứng phó đã được các bệnh viện thực hiện triệt để, ghi nhận tại một số bệnh viện trung ương. Bệnh viện Bạch Mai, các trường hợp đi từ vùng dịch về có biểu hiện sốt, ho được phân luồng riêng sau khai báo y tế. Để ngăn chặn nguy cơ lây nhiễm chéo, toàn bộ công tác khám, xét nghiệm và chẩn đoán hình ảnh được thực hiện tại một khu riêng và có thể phát hiện được ca nhiễm ngay từ đầu vào. Cái nguy cơ mà bệnh nhân đến khám và có triệu chứng xảy ra bất cứ lúc nào, cho nên là chúng tôi hết sức nâng cao cái cảnh giác. Một trong các bệnh viện có nguy cơ COVID-19 xâm nhập cao là Bệnh viện Phổi Trung ương. Một quy trình sàng lọc 3 bước khép kín đã được triển khai nhằm phân biệt rõ các bệnh nhân mắc các bệnh phổi và ca bệnh mắc COVID-19 để phân luồng, cách ly điều trị kịp thời. Với cái trường hợp mà có yếu tố về dịch tễ hoặc là các cái triệu chứng trên X-quang, trên lâm sàng, bác sĩ có thể chỉ định ngay cái xét nghiệm về X-Plus, X-Plus, SARS-CoV-2. Bệnh nhân cũng có thể chờ trong cái vòng 60 phút để trả lời kết quả ngay là bệnh nhân có bị nhiễm COVID hay không. Các bệnh viện trung ương đều thông báo không tiếp nhận người nhà vào chăm sóc, thăm hỏi bệnh nhân, đồng thời đã bố trí đầy đủ nhân lực để điều trị và chăm sóc y tế cho người bệnh. Tại khu vực phía Bắc, các bệnh viện trung ương đều được chỉ định hỗ trợ điều trị và xét nghiệm cho các tỉnh có dịch. Sau gần một tuần hỗ trợ cho Hải Dương thì cơ bản đã ổn định, đặc biệt là cái công tác đào tạo, cầm tay chỉ việc trong kiểm soát nhiễm khuẩn, trong theo dõi điều trị, phát hiện triệu chứng, rồi trong các cái liên quan đến hồi sức thì đã cơ bản hoàn thành. Và trong ngày nay chúng tôi rút một số anh em về để chuẩn bị cho cái hỗ trợ cho Hà Nội. Tất cả bệnh viện trung ương đã xây dựng những kịch bản để chủ động ứng phó với mọi tình huống của dịch bệnh COVID-19. Trong đó, việc phân luồng sàng lọc ngay từ đầu vào là khâu quan trọng nhất. Chống lây nhiễm chéo để đảm bảo các bệnh viện vận hành tốt, an toàn là mắt xích quan trọng và là chìa khóa vàng trong sự thành công của phòng chống và điều trị COVID-19